Đây, bỏ thử cái giàn nháy ra xem. Khoáng hẳn cái cây rồi. Đối với anh em chơi cây chắc để thế này thích hơn nhỉ. Nhưng mình thì bỏ thử để quay thôi. Tí nữa mình lại răng lại để cho hài hòa tất cả mọi người. Ai cũng thấy thích. Cây đào thì đẹp vì đẹp rồi. Nó có cái tay rơi này rất hay này. Đấy. Mặc dù gốc rất to, cái phần thân nhánh của nó thì nó còn nhỏ, nhưng mà được cái dáng nó cũng điệu cây, nó hợp với cái kỷ này. Hợp với cái kỷ này. Nó có cái tay rơi, nó kiểu như chiếu tay chiếu thủy vào cái ấm bình, cái tiểu cảnh trà này. Đấy. Thì mình thấy nó hợp, mình mua các bạn. Nó cũng là cái duyên, tự nhiên là được ông anh tặng cái kệ này, với lại cái cây này đi thì lại gặp, mình lại mua. Trong vô vàn những cái cây mình đang định mua thì mình lại vô đúng cái cây này. Chào các bác, cô chú, chị. Chiều 30 Tết, bánh chưng đây. Nồi bánh chưng về thì tôi về quê cả nhà. Chứ không kịp gói bánh chưng thì ông bà thì gói rồi. Tôi mà kịp mang cây đào mang từ Nhật Tân về đây. Nhưng mà nó không phải là bích xịn, nhưng mà nó cơ bản là đào bích rồi. Và mình thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Cho vào cốp xe thì nó vỡ mất cái chậu cả nhà. Vỡ mất chậu, đất nó tung tóe ra cốp xe. Và nó bị gãy mất cái cành này. Nhưng cũng không sao, không sao cho lắm. May mà mình còn ăn cái cây nhỏ. Chứ cây to thì không trở về được. Đấy, đào bích đây. Đang nở, cũng có lộc có hoa. Nụ. Thì bây giờ cho tạm vào cái chậu này nhìn cũng được đấy. Vừa, đấy. Men miếc cũng hay phết cả nhà. Rửa sạch sẽ thì cho lên chậu vào. Tôi sẽ cho nó vào cái kỷ mà ông anh đại gia ông anh tặng đây, để chơi trong nhà. Cái kỷ này. Đấy, đây này. Đấy, cả nhà thấy chưa? Hiện tại thì con đang để đồ đây. Định tôi tí ý định là định chơi cây quất này ở giữa này. Cây đào phai cánh kép một bên này. Bên trái này. Cây đào bích bên phải. Đào bích bên phải. Thế nhưng mà cây đào bích này nó hơi bé. Thì lại có ông anh cho cái kỷ đẹp quá. Thì mình chơi trong nhà. Thì để bên trái này mình vẫn chơi cây đào phai này. Bên này. Phải thì mình chơi cái cây lan đai châu. Làm một cái cột lan đai châu đấy. Chứ bây giờ mà mua thêm một cây đào to nữa thì trở vất lắm mà. Mà lại hóa nhiều đào quá. Bãi chiến trường mới đi thịt lợn đụng về đây. Này mà mua cái cành đào đâu mà nhìn chán đời này. Cái này là ở quê cả nhà, chứ nó không được nhiều và đẹp như ở Hà Nội. Thôi kệ, có được. Còn của mình là mình cứ chơi cây của mình thôi. Quất kiếp đây. Quất rụng mất khoảng độ hàng trăm quả rồi. Nhưng mà vẫn còn nhiều. Rồi nhiều cỗ quá, trẻ con nó cứ vặt. Nhưng mà vẫn còn thoải mái chơi. Cái quất này nó kiểu giống như cái cục vàng ấy. Ở giữa nó có cái tròn tròn của cái vàng thỏi ấy. Vàng nén ấy. Còn hai bên là đây, hai cái bầu. Thì mình thấy thế mình chọn và nó có cái lộc nó vươn lên. Có hoa đây. Hoa đang nở đây. Đó. Thì cũng mong muốn là một năm nó thật là sung túc, thật là lộc lá. Cũng đến với tất cả quý các bác, cô chú, anh chị, chứ không gì riêng gì mình thôi. Đó, thì cũng là ngày cuối năm rồi. Cũng nhân cái video này xin chúc cả nhà quý cô chú anh chị một năm mới thật nhiều là sức khỏe, nhiều tài lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Rồi bây giờ cùng em trồng cái cây đào này và lên chậu nhé, xem là bày lên cái kỷ nó có hợp không. Tôi sẽ để cái này trong nhà. Đây, cái này vừa mới cắt sơ qua một tí này. Gốc của nó cũng ok lắm cả nhà. Cây này mà không được cái gốc này thì tôi chả bao giờ tôi chơi. Vì cái thân, cái tay nó còn nhỏ. Như được cái gốc già. Hoa nó cũng được. Hoa nó cũng được. Đấy, và ý đồ mình muốn chơi trong nhà. Mà lại muốn cây nó có cái gốc. Cây này là mua ủng hộ của cậu em ở trên đấy. Đấy. Chiến nhá. Đây, quý các bác, cô chú, anh chị ơi. Nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất hay. Nó hợp với cái này lắm cả nhà. Và có một cái ấm nước, tôi có một cái bộ ấm từ xa dưới kia đẹp lắm. Nó hợp với cái màu này, nhưng mà thôi mình để dưới kia. Ở dưới Hà Nội tôi cũng có một cái
cái kệ như này, ông anh tặng một cặp. Và ở dưới kia có một bộ ấm từ xa, cũng có một cây đào nhưng mà đẹp hơn cây này. Cây đào dưới đẹp lắm. Đấy, thì gọi là mình ở quê cũng có mà ở đây ở Hà Nội thành phố cũng có một cây cho nó hài hòa. Đấy, nhà xem cây đào. Cây đào thì tôi không thích răng cái dây nháy với mấy cái này đâu, nhưng mà người nhà có thích nó lòe lẹt chim rúa thì thôi kệ, cho mọi người vui. Chứ mình thì cái cây này nó dáng nó rất là đẹp rồi, mình không cần răng mấy cái này vào nhìn nó rối mù rồi. Đó, thì nó đang nở những cái bông đầu tiên rất là đẹp. Đó, gốc to đấy, to đấy cả nhà. Đằng gốc nó còn có những cái chồi non lên, nó rất là cảm giác nó lộc lá xanh tươi này. Đấy, chồi non lên từ những cái vỏ sùi khô này. Đấy, cây ở dưới kia tôi hoa to lắm, đẹp. Cái này thì kiểu như là mắt mũi ấy. Nó là đào bích nhưng mà cái hoa nó không được to lắm, nhưng mà như thế này là ok lắm rồi. Đấy, nó nở cũng không đến nỗi nào đâu. Bông nó đang sưng này, chuẩn bị nở rồi. Bộ ấm nước. Cái kỷ này đẹp quá anh ạ. Cảm ơn anh Thiều nhá, tặng em hai cái kỷ. Một cái em để chơi ở quê, một cái thì chơi ở trên kia. Cái chậu này thì nó không hợp cho lắm, nhưng mà được cái nó cũng lành lặn và cái men nó cũng cũ. Đấy, kiểu nhiều anh em sưu tầm thích cái chậu này. Giá mà cái chậu đào, cái cây đào này nó hợp với cái chậu kiểu như lục giác hơn và màu nó sẫm sẫm giống màu gỗ này thì nó hợp hơn, nhưng mà mình không có mà đi mua thì thôi. Ở quê nó cũng không tiện. Như này thấy nó cũng được. Sạch sẽ. Vừa vặn. Đó, cái nhà. Đào trong đào ngoài luôn. Nhà ở quê thì hơi chật cả nhà, nhưng mà nhiều đồ gỗ. Tôi đang muốn gỡ bỏ cái dây nháy ra này, nhưng mà bây giờ gỡ ra rụng nhiều hoa lắm. Thôi, ông thích cho mấy cái này vào mình chiều thôi, chứ mình không khoái. Nó làm rối mất cái cây đào của mình. Đấy, nhà. Thì đây, còn cây đào phai thì ở ngoài đây. Năm nay chọn cái phương án này cả nhà. Lúc mà tôi trình bày là định để một cây đào bên này, cây đài châu bên kia, nhưng mà cây đài châu nó nở hết rồi, còn có vài bông nữa. Thì thôi mình để hai cái chậu cúc của nhà sang hai bên, nó hơi nhỏ nhưng mà thôi kệ, nó cho nó rực rỡ sắc xuân. Còn cây đào thì để trên này. Cây đào này mà nó mà chăm sóc được nó thì nó sum xuê, nó phải to hơn cái cây quất này. Nhưng mà tạm thời nó chưa cân được với cây quất. Dăm nó hơi mỏng. Mặc dù hoa mập nhưng mà dăm nó mỏng. Bởi vì bao năm tháng này nó vẫn cứ ở trên chậu. Thường anh em bảo đào nó gần như không sống được ở trên chậu, nhưng mà tôi này, mặc dù nó thân nó cũng lũa này, mà tôi trồng cây này ở trên chậu này từ lúc tôi chơi đến giờ là đã gần 15 năm rồi. Gần 15 năm rồi, cây đào này là nó ngồi trên chậu nhá. Trước đấy thì nó ở bãi. Ngày xưa tôi mua cây này từ hồi còn đi học đại học, rồi mua ở bãi đào ở chỗ ngoài Đức, đại lộ Thăng Long á. Lúc ấy nó bằng đâu ấy bằng này. Lúc ấy cũng nó cũng có dáng này, nhưng mà cái gốc nó bé lắm. Lúc ấy cũng mua 500.000 đấy, không phải là ít đâu. Đấy. Thì bao năm nay thì mình không phải mua đào, năm nay thì mua thêm một cây đào bích cho nó đủ màu. Cái này thì nó nở một số bông đầu tiên bói, nhưng mà nó hơi chậm. Mình chơi thế này là thích rồi. Rực rỡ quá mình cũng không ham. Đấy, cái bông này là nó nở đúng giao thừa rồi, còn gì nữa. Đây, cả nhà xem. Mình thích cái dáng của nó. Mỗi tội là nó bị thiếu chất ấy. Đấy, bông của nó rất là to này.
bị thiếu chất nên nó ít răm, răm nó bị thưa. Đó. Khi mà cây này mà nó ở rực mà tầm rằm ấy, tầm rằm nó nở rực thì đỡ chả kém gì cây to mà rằm nụ xum xuê cả. Vì cái hoa nó rất to, một khi nó nở nó kín cây luôn ấy. Nhìn thì có vẻ thưa này thôi. Thì bao nhiêu năm nay mà nếu các bác có theo dõi kênh thì có biết cây đào này rồi. Nó rất là phê luôn. Đó. Cái dáng của nó thì hợp với cái trầu xuống cái thềm này, mình cũng chưa kịp lau này. Trầu xuống cái thềm này. Chậu cũng chậu cây đào đấy, cũng siêu siêu đấy, cái chậu này cũng hợp đấy, mặc dù chậu xi măng hơi nặng. Cái phần lũa này thì bây giờ nó đã đùn được cái vỏ ra, cũng có vẻ nó khỏe cây hơn này. Bự đấy, bự lắm đấy, cái gốc của nó phải tầm này thì nó chia nhánh luôn, thì ngày xưa tôi vật nó ra trước nó là cây trực đấy. Đó. Kiểu như tam cấp luôn, quất, đào, đào. Hôm nay là quất đào luôn. Cái quất cũng ưng cả nhà. Chơi gọi là từ trước rằm nhỉ, trước rằm. Nhưng mà bây giờ vẫn còn tươi mà rụng nhiều quả vô cùng. Chứ còn nó vặt thì thôi rồi. Nhà có cỗ không thể tránh được, à, quả rất to này. Đứng quả cái lá xanh ra, lá xanh dày hết khoái. Rồi ổn rồi. Ngoài này thì có vài cây hoa sống đời như xi hôm trước tôi làm. Mấy hôm nữa sẽ khai xuân, khai kéo bằng với một cái cây xanh Nam Điền ngoài này. Đấy, mình để dành một cành để khai kéo đầu năm. Đây cái cây quất này này cả nhà này. Cây quất này vặt bao nhiêu quả làm nước chấm mà nó vẫn còn bao nhiêu này cả nhà này. Tự nhiên luôn nhá, cây quất của năm ngoái. Nhưng mà mình lấy bắt đúng lứa hoa của Tết năm nay nhưng nó ra quả và quả nó cũng to đấy cả nhà. Chẳng qua là cái lá nó đỏ đỏ. Nếu như mà ở quê mà bán những cái chúp quất, cái chum quất như này thì nó cũng chỉ tầm này này. Nó cũng chỉ tầm như mình làm này. Ở trên Hà Nội thì nó có nhiều đa dạng. Đẹp xấu thì mình không nói, nhưng ở quê ấy, tầm này là đẹp lắm rồi. Mà là người ta làm dịch vụ người ta bán ấy, chứ không phải là như mình là chơi xuông mà nó đặt ra quả đẹp như này. Đấy. Vừa mới bắt được một loạt bưởi. Các cái kích thước khác nhau, tự nhiên có quả to đùng, có quả thì bằng quả cam, có quả thì ngọt, có quả thì muối kém. Nhưng mà nếu quả nào ngọt thì cực kỳ ngọt luôn, vì nó cái đất của trên tôi nó cằn lắm cả. Bánh trưng thì mới vớt được. Bánh trưng. Rồi ok cả nhà, hôm nay nhiều hoa lá đấy, hoa giấy là từ ngoài trở vào này. Nó không nở đúng là Tết này. Càng cua này. Cây trà. Rồi. Cũng là chiều cuối năm. Năm cũ cũng sắp qua, năm mới thì sắp đến. Thay mặt kênh thì tôi xin chúc cả nhà, quý các bác, cô chú, anh chị, toàn thể anh em đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng vừa qua và những năm tháng tiếp theo. Một năm mới thật nhiều sức khỏe. Vạn sự nhì, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới cả nhà nhé. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video đầu tiên của năm mới. Xin chào.